đã xong thành công. Trong trường hợp mà mọi người vẫn cắm cúi làm thì sao? Thì cái kết bạn của nó có bị bể hay không, đúng không? Rất thông minh luôn, về mặt đào tạo vô cùng sắc sảo và bé nhẹ, tuyệt vời. Ai có câu trả lời cho Tính? Dạ mời bạn. Bây giờ sắp xếp nghe một cái big mind đầu óc rồi. Thì em nghĩ thì nó không có bể, mà nó cái đó là nó đúng hơn cái kịch bản. Tại vì khi mà biết vậy mình gặp đi thì có thể lúc đó mình sẽ nhìn nhận cái vấn đề theo nhiều chiều kích khác nhau, chứ không phải là cái đó mình nhìn thuận rồi bây giờ mình thử mình nhìn xuôi lại. Thì từ những cái đó thì mình trải nghiệm rồi mình nhìn nhận cái vấn đề của người khác nó sẽ dễ hơn. Ok, một ý, cảm ơn bạn. Rất có lý. Còn có ai có phản hồi nào nữa không ạ? Nhất dạ mời Hiếu. Phải nói cảm ơn Hiếu vì Hiếu đã đứng lên nói anh mới làm được. Em nghĩ là tại vì em đã đi dự một buổi phát số của thầy rồi, yeah. Thì em nghĩ nếu như cái kịch bản nó không đi theo cái hướng mà em phản đối dữ dội lúc nãy á, thì thầy cũng sẽ cho biết và các bạn sẽ cứ biết, yeah. Nhưng mà sau đó khi các bạn lên các bạn trình bày á, thì thầy sẽ hỏi cảm nhận của các bạn là các bạn, khi các bạn biết như vậy cảm xúc của bạn sao, các bạn khó chịu không, khi các bạn lên các bạn phải nói lại phải là cái ý kiến của các bạn, các bạn cảm thấy khó chịu không, thì em nghĩ là thầy sẽ nói như vậy á. Tôi sẽ không. Đây là talk show cuối cùng cô làm ở Hoa Sen, không bao giờ cô làm cái nữa, bởi vì nó đi biết bài rồi. cái phản hồi của Hiếu là chính xác. Trong kịch bản nha, kịch bản của những gì bạn các bạn cái đầu óc rất là kinh khủng, tôi rất là sợ các bạn, nên tôi đã nói là cái này là cuối cùng chúng ta gặp nhau không gặp nữa, sợ lần sau là đưa hoạt động ra rồi đó. Bài vậy không? Bài bật luôn. Bài không là phải thuê bảo là đứng ngoài chụp hình vậy lại. Không vô. Trong mấy kịch bản á là mọi người sẽ biết. Và tại vì thực ra hôm nay may mắn là có Hiếu. Hiếu là một gọi là thiên thần may mắn của tôi ngày hôm nay. Cho nên là chúng ta mấy cái lớp này học hôm nay rồi. Tại vì trong cái phần này là cho con trong có những môn tâm lý học hay là tiếng dục. Trong phần tư duy tôi dạy phần về phần suy luận về điểm dịch quy nạp và suy luận dựa trên nhân viên, thì lúc đó cũng là hay cho nên là tôi mới lấy ra tôi làm cho mọi người. Tại ngay cả trong quá trình tôi cũng vẫn làm này cho bên chị của giám đốc. Thì trong kịch bản là gì, là tất cả mọi người đều biết, và sau đó tôi hỏi câu hỏi như sau, đúng là những cái mà Hiếu vừa hỏi. Tôi hỏi là cái bước đó mà viết ra quá trình của mình là mình thai nghén bao nhiêu lâu nay, và cái bước mà viết phản đối toàn bộ quan điểm của mình á, thì bước nào dễ hơn, bước nào khó hơn? Tất nhiên nếu chỉ có một người trả lời không quyết định cái gì cả, tôi sẽ hỏi rất nhiều người và tôi sẽ lấy số lượng lớn hơn. Tôi nói là như vậy thì một số lượng lớn người, mà số lượng lớn hơn á, sẽ cảm thấy là cái việc mà phản đối quan điểm của mình là việc khó chịu, để lúc đó chính bạn sẽ thành công. Thì tất nhiên là tôi còn tùy thuộc vào cái audience, cho nên là người ta cứ nghĩ là làm thầy hay là làm giảng viên hay là làm diễn giả thì nó không nguy hiểm bằng những nghề chạy ngoài đường. Thực ra nó dễ chết, nó chết ngay ở đây. Tôi nghĩ là nếu mà kịch bản nó không thành công được nó là dễ chết, nhưng mà trong một cái kịch bản nó luôn phải có những cái phương án dự phòng, nghĩa là cho dù người ta có làm như thế này đi nữa thì tôi vẫn phải có một phương án dự phòng, với dự phòng luôn luôn có. Thực ra tôi không ghi ra trong kịch bản, nhưng mà trong kinh nghiệm là có rồi, nghĩa là người ta có làm như vậy thì tôi vẫn lãi được vấn đề. Cái đó là cái kỹ thuật của vấn đề của lớp. Rất cảm ơn câu hỏi của bạn, cho nên là nếu mà ai đã ở đây mà sau đó đi làm training